Hello, 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 hello. I'm Heidi. Hi, Heidi. I like cheese. I can make cheese. Whoa, great! This is the voice of English Weekly program from Homitai Primary School. Chương trình phát thanh tiếng Anh hàng tuần của trường tiểu học Hoa Mỹ Tây. Tiếng Hàn Lam Nguyên. From Class 5D. Rất vui được gặp lại các bạn. Happy New Year 2021. Chúc mừng năm mới 2021. What did you do on the first day of New Year? Các bạn đã làm gì vào ngày Tết Dương lịch vừa rồi? I didn't go to school, so I visited my grandparents. À, Lam đã đi thăm ông bà, còn bạn thì sao, Hằng? I played with my friends and had a party with my family. We had a happy day with many activities and new plans in the new year. Chúng mình đã có một ngày rất vui với nhiều hoạt động và kế hoạch cho năm mới này. Do you know the name of 12 months in the year? Bạn có biết 12 tháng trong một năm không? It's very easy. We will know it. Điều này rất dễ. Hãy để chúng mình chia sẻ cho các bạn nhé. Tháng 1. January. Tháng 2. February. Tháng 3. March. Tháng 4. April. Tháng 5. May. Tháng 6. June. Tháng 7. July. Tháng 8. August. Tháng 9. September. Tháng 10. October. Tháng 11. November. Tháng 12. December. Chúng mình có bài hát này giúp cho các bạn nhớ tên 12 tháng. Hãy cùng lắng nghe nhé. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Now, let's sing along with Mother Hen. Here we go. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Câu hỏi tuần này là các bạn hãy kể tên 12 tháng trong năm bằng tiếng Anh. Nhanh tay liên hệ ban chủ nhiệm chương trình phát thanh để trả lời và nhận quà nhé. See you next week. Hẹn.